Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành Number One Soya. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao công an khẩn trương điều tra vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy. Chuyên gia cho rằng lãi suất nhà ở xã hội còn cao. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Ủy ban Nhân dân quận huyện Thành phố Thủ Đức về xử lý vụ việc bạo hành trẻ em mà báo chí đăng tải. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Anh Đức giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất điều tra vụ việc, xử lý nghiêm vụ bạo hành, dụ dỗ, xúi dục bé 3 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Dương Anh Đức đề nghị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ về tội nhận hối lộ. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã thực hiện khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông này. Ông Khoa bị bắt khi công an điều tra mở rộng ở vụ án đưa nhận hối lộ của công ty trúng thầu gói thầu nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Vừa qua, nhiều mảnh đinh thép hình thoi lại xuất hiện dày đặc trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân viên công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Idico đã dùng xe tự chế gắn 5 châm để hút nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông B cho biết đã nắm bắt tình hình và sẽ cắt cử lực lượng tuần tra xử lý. Ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Giao thông Công cộng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình triển khai vận hành khai thác xe đạp công cộng tại hội nghị tập huấn xây dựng và triển khai dịch vụ xe đạp công cộng do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tổ chức. Ông Ân cho biết thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ xe đạp công cộng sang các quận huyện nơi có nhu cầu trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp cho một số tuyến đường có nhu cầu sử dụng cao. Đại diện bến xe miền Đông vừa cho biết, vào dịp giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lượng khách qua các bến xe là rất lớn. Đại diện bến xe miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo chi phí khi quay đầu xe về, phải kê khai đúng quy định. Thời gian điều chỉnh tối đa 3 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Riêng các tuyến thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên điều chỉnh không quá 40%. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email. Nóng hôm nay a@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định cùng phóng viên Quang Huy. Thưa quý vị, mới đây thì người dân đón nhận một tin mừng, đó là Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội với những chính sách ưu đãi về tín dụng, về lãi suất. Và hôm nay chúng tôi có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia bất động sản, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chào ông, với mức lãi suất là 8,2% một năm và thời gian ưu đãi là chỉ kéo dài trong vòng 5 năm, thì ông có nghĩ rằng là có đủ sức, vừa sức đối với người dân có thu nhập thấp ở đô thị? Thực tế rõ ràng rằng là chúng ta thấy rằng là với cái lãi suất này là trong cái thời điểm hiện nay vẫn là lãi suất rất là cao, tức là nó còn tương đương và thậm chí là còn cao hơn cả cái lãi suất mua nhà ở thương mại mà trong cái giai đoạn mà thị trường nó rất là sôi động, tức là khoảng 2017, 2018, 2019, 2020. Lúc đó là những cái người đi mua nhà thương mại thông thường, người ta cũng có thể là được vay được trong vòng 2 năm đầu với cái lãi suất là khoảng tầm từ độ 7,5 cho đến 8, cao nhất là 8,5 tùy theo từng ngân hàng, nhưng mà là nó cũng nằm ở trong cái khoảng này. Vậy thì trong cái thời điểm hiện nay mà cái lãi suất như vậy chứng tỏ rằng là rất là cao, và thậm chí nó vẫn là, và mới đây đặc biệt nhất là một số các cái ngân hàng đã bắt đầu có những cái động thái mà gọi là giảm lãi suất
huy động trên cái cơ sở là ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo là hai lần mà liên tục hạ lãi suất điều hành. Thế thì điều đó cho thấy rằng là cái lãi suất hiện nay vẫn rất là cao và thậm chí nó còn cao hơn cả cái lãi suất huy động hiện nay. Thì tôi cũng đã có những lần đề nghị với một số các cái chương trình khác rằng là cái lãi suất mà dành cho người mua nhà ở xã hội nói chung hay là mua nhà ở dành cho người thu nhập mà còn khiêm tốn ấy, thì phải thực sự là hấp dẫn. Ngay như chúng ta biết rằng là cái chương trình nhà ở xã hội hoặc là trước đây ấy, theo một số các cái thông tư ấy, thì lãi suất nó chỉ trong vòng khoảng chừng độ 4,8%, 4,5-4,8% hoặc cao nhất là 5%. Mà bây giờ cái lãi suất này 8,2% tức là nó rất là cao. Nhớ lại cái cách đây khoảng chừng độ 10 năm, cái chương trình 30.000 tỷ cũng là về cho vay mua nhà ở với cái những người mà có điều kiện thu nhập mà khiêm tốn này, thì cái lãi suất của họ cũng chỉ khoảng chừng độ 5%, trên dưới 5% hoặc đến chưa đến 6%, cũng rất là thấp. Vậy mà cái lãi suất hiện nay đang như thế này thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn rất là cao và có một cái gọi là khó mà có thể người thu nhập khiêm tốn hoặc là người thu nhập thấp khó có thể chịu đựng nổi. Thêm một cái nữa là mà nó chỉ có giới hạn cái đã gọi là lãi suất ưu đãi là trong mua nhà ở xã hội mà nó chỉ có thời hạn 5 năm. Thế thì rõ ràng rằng là nó cũng vẫn chưa được hợp lý. Trong khi đó thông thường người ta mua nhà ở xã hội hoặc là mua những cái nhà thu nhập thấp thì cái thời gian vay người ta là khoảng tương độ ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm, 20 năm. Ngoài cái nguồn vốn thì các dự án nhà xã hội còn gặp các vướng mắc về thủ tục pháp lý, đầu tư cũng như những cái thời gian kéo dài. Kèm theo đó là quỹ đất tại các cái đô thị ngày càng khan hiếm. Thì ông có đánh giá như nào, làm sao để tháo gỡ những cái vướng mắc này? Chúng ta có thể thấy rằng từ trước đến nay tức là doanh nghiệp vẫn luôn than phiền về cái vấn đề về quy trình thủ tục pháp lý. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cùng một cái quy trình thủ tục pháp lý thời gian như vậy mà đối với nhà ở xã hội, trong khi đó là nhà ở xã hội thì lại có những cái điều kiện ràng buộc nhất định, trong khi đó nếu mà là cùng với quy trình thời gian như thế họ làm cái nhà ở thương mại thì có lợi nhuận hấp dẫn hơn. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà từ trước đến nay báo chí rồi truyền thông và ngay cả trong cái quyết định 338 vừa rồi á thì cũng có đề cập, chính phủ cũng đã nhận thấy rằng có những cái vướng mắc bất cập trong cái vấn đề đấy, cho nên chính phủ cũng đã có những cái định hướng chỉ đạo trong cái việc mà khơi thông hoặc là gọi là nhanh gọn thủ tục, nhanh gọn thuận tiện hơn cho chủ đầu tư trong cái việc mà từ quy trình thủ tục pháp lý phê duyệt các cái dự án. Và cái này nó cũng có liên quan, như đã nói, tức là nó liên quan đến cái việc sắp tới sẽ có những cái điều chỉnh, có thể là chính phủ cũng sẽ trình để điều chỉnh một số các cái văn bản pháp lý mà nó liên quan đến quy trình thủ tục, ví dụ như từ đầu tư rồi tài chính rồi sử dụng đất, quyền sử dụng đất v.v. Thì đấy rất là rõ ràng. Bên cạnh cái khó khăn về mặt pháp lý thì chúng ta thấy là còn có những cái vướng mắc bất cập nữa, như tôi đã đề cập đó là một cái vấn đề ví dụ như là cái tỷ lệ 20% mà của đất dành cho nhà ở xã hội trong các cái dự án nhà ở thương mại mà nó có những cái quy định, thì sắp tới là có thể là cũng sẽ có những cái điều chỉnh nó linh hoạt hơn. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ chờ đợi những cái biện pháp cụ thể. Một cái nữa khó khăn nữa là đối với chủ đầu tư, đó là vấn đề về lợi nhuận. Chúng ta biết rằng là trước đây lợi nhuận là được giới hạn là 10%, đúng không? Gần đây nhất là có những cái ý kiến là đề nghị phải nâng cái lợi nhuận đó lên, cái tỷ lệ lợi nhuận đó lên, và tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ với cái này. Bởi vì dù sao doanh nghiệp cũng vẫn là kinh doanh, thì là nếu mà cái lợi nhuận của họ thấp hơn, là thậm chí là cả một cái dự án phải mất là vài năm chứ đâu có phải là ngày một ngày hai, nếu mà tính trung bình ra mà lợi nhuận của họ mà thấp hơn cả cái tiền gửi tiết kiệm thì doanh nghiệp nào họ sẽ bỏ công bỏ sức ra đi làm gì. Cho nên là cần phải nâng cái mức tỷ lệ lợi nhuận lên làm sao cho nó phù hợp và đủ hấp dẫn. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn báo pháp luật. Ôi, mức tháng, mức tháng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng.
Quý vị thân mến, thời gian vừa qua, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng. Bạn đọc Nguyễn Úc, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh mình là tài xế xe ôm công nghệ. Ngày 29 tháng 3, anh nhận được đơn hàng ship hải sản từ một cửa hàng hải sản quận 7 đến Bình Thạnh. Đơn hàng trị giá hơn 2 triệu đồng. Chủ shop đề nghị anh ứng tiền trước rồi nhận lại từ khách hàng. Vì thấy thông tin đầy đủ, gọi điện có người xác nhận đơn hàng nên anh tin tưởng ứng tiền. Khi đến địa chỉ giao hàng thì số máy lúc nãy gọi xác nhận đơn hàng không liên lạc được, chủ shop cũng khóa máy luôn. Anh mở thùng hàng thì toàn nước đá chứ không hề có hải sản, lúc đó mới biết mình bị lừa. Khi anh chia sẻ câu chuyện với các tài xế khác thì được biết nhiều người cũng gặp tình trạng tương tự. Có một nhóm đối tượng chuyên đóng vai trò chủ shop và khách hàng để lừa tài xế. Bạn đọc Trịnh Duy Oai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phản ánh có 500 hộ tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai không được cung cấp điện để sử dụng. Trong khu phố chỉ có 230 hộ có điện, mỗi hộ lại cho 4-5 hộ khác sử dụng chung. Hiện tại phía điện lực không cho các hộ dân đã được cấp điện, chia sẻ cho các hộ chưa được cấp, cũng không cho đăng ký mới, khiến khoảng 500 hộ không có điện. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 7 tháng 4 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.